Tôi là Franklin. Đêm hôm ấy tôi quẩy hết mình. Quẩy đi nào các bạn nhỏ. Và mọi chuyện của ngày hôm sau làm cho tôi hết hồn. Hey, hôm qua quẩy dữ quá nên hôm nay hơi mệt. Lên làm miếng thuốc lào coi. Ê, chết bà hơi quá rồi. Cho tôi 5 phút, cho tôi 5 phút. Much later. Rồi. Làm phát tỉnh ngay. Trời ơi, nó coi lên coi tin tức xíu coi. Dạo này có cái tin gì không? Người dân thành phố đang rơi vào hoảng loạn vì một loại dịch bệnh làm cho mọi người trở thành xác sống và tấn công những người còn sống, thậm chí nuốt chửng họ. Còn mấy con độc đấy hả? Đối với tôi easy. À thế à? Ra ngoài thử coi xem sao. Ơ, xe tôi đâu rồi? Ở đây không? Chị ơi, chị có thấy xe em đâu không chị ơi? Ôi, đường phố gì xe để kỳ vậy ta? Chị, alo, nghe không? Sao chị cứ đi cái tướng đó hả? Sao kỳ vậy? Đừng làm em sợ chứ hả? Em chỉ muốn biết xe em ở đâu thôi. Thôi. Ê, em không có ý đâu mà tự nhiên cái... Ôi, no. Xác sống là có thật. Holy shit. Thôi, tha em. Đóng cửa lại, đừng có vô nha, Ê, tuổi gì mà vô. Ôi, nó chơi xuyên tường luôn. Thế này thì toan rồi. Có vẻ là tôi sẽ trấn thủ ở trong nhà. Ra ngoài đó có thể là mất mạng đấy. Mất mạng như chơi. Giờ tôi sẽ kiểm tra những thứ mà tôi có thể sống. Nói chung là lương thực á, có vẻ là đầy đủ này. Bia rượu rồi các thứ này. Mình sẽ ra sẵn coi con chó của tôi nó sao rồi. Ổn không? Ok, đi. Vậy là ổn rồi đó. Biết lương thực này có thể chịu đựng được bao lâu đây. May mắn cho tôi là vẫn còn có điện. One week later. Và một tuần đã trôi qua. Điện thì đã cúp và lương thực thì cũng đã hết. Và tôi, trong túi tôi hiện giờ là chỉ còn một vài thứ có thể gọi là có thể sinh sống được thêm một chút ít ngày nữa thôi. Có vẻ là nó sẽ không ổn vào tương lai cho lắm. Nên là hôm nay tôi sẽ quyết định tôi sẽ đi xuống phố. Trong tủ lạnh tôi có cái chai để làm vũ khí nè. Ấy. Ok. Đây là những thứ tôi sẽ lấy đi. Phải mà tối nay tôi không về được thì tôi sẽ sử dụng những đồ mà tôi đem theo để sinh tồn. Thằng chó tôi thì nó không chịu đi đâu. Oh shit. Giờ xe thì không có, xác sống thì đứng đầy đường, hai bên đường. Chạy vô chỉ có chết. Nên là chỉ còn cách này thôi, leo nhà dân thôi. Và địa điểm của tôi đang hướng đến là những cửa hàng gần nhà tôi, cửa hàng tiện lợi. Dưới đây có không? Mong là tôi có thể... Ui, holy shit, nó kìa. Chạy. Mong là những cửa hàng đó sẽ có một thứ gì đó hữu ích. Leo xuống được không ta? Đừng có té nha. Từ từ. Màu xanh. Từ từ thôi. Đố. Nhảy. Ừ. Được rồi. Ổn rồi. Hàng tiện lợi nó sẽ bên đây. Mấy chiếc xe này chắc chắn là đi không được rồi. Nó là bốc khói hết rồi. Giờ tôi phải chạy bộ thôi. Tướng đi vậy rồi dí sao lại. Bỏ đi. Cút bố mày ra. Cút hết ra. Sắp tới rồi. Tới rồi. Đây là cửa hàng tiện lợi. Lụm lẹ. Come on. Rồi, ok. Ổn rồi đó. Và tôi không biết còn những người sống sót không. Ui. Thôi. Đủ xanh mấy. Thôi. Tha cho tao. Tao chỉ đang tìm lương thực thôi. Nó gì dài vậy? Thôi lên núi vậy. Lên núi. Mày nhảy lên được không? Mày ngon mày nhảy lên được không? Ôi, thôi. Có vẻ là tôi sẽ cần người giúp đỡ rồi. Chứ cái chai tôi nghĩ là không đánh được nó đâu. Này sung quá rồi. Tôi không thể tin được luôn ấy. Tôi trâu vậy. Tôi chạy một hồi. Chạy hơn 3 cây số. Tôi mới có thể tìm được những người còn sống sót. Tại vì hồi nãy tôi nghe trên radio ấy. Mọi người từ từ. Ê, sorry. Ê, cứu. Tôi đang cần giúp. Đỡ đằng sau kia. Tao giết nó cho. No, tại sao là bắn nhau? Có súng rồi. Ok. Hình như trong những con zombie này có đồ thì phải. Wow, ta được 2 tài nguyên rồi. Trong những con zombie này sẽ có đồ cho chúng ta. Khá là ngon. Chúng ta cần tìm một chiếc xe. Ấy, né ra. Come on, đi theo tao. Ê, đám người xấu. Đám người xấu luôn. Cứ tưởng họ sẽ giúp mình nhưng không. Shit, mày này thì xấu. Lụm đi. Chúng ta đã có xe chung. Tôi sẽ lúc tranh thủ kiếm vài đồ. Ấy, có nhiều đồ rồi đấy. Thôi để cho nó ăn đi khỏi tốn đạn. Tính bắn rồi mà thôi. Bắn chi tốn đạn mấy, từ từ. Sau khi tôi giúp họ, tôi đã thuyết phục họ đi theo tôi. Hên quá, vẫn còn một chiếc xe gọi là cùi. Nói chung là không thể bỏ mặc ai được hết, hiểu không? Come on, đi ra khỏi chỗ này. Zombie quá đông rồi, chúng ta không thể làm gì hơn. Trong thành phố chả còn ai luôn ấy, thật sự thì có toàn là xác sống thôi. Sắp tới nơi rồi, sắp tới nơi rồi. Đừng có bắn nữa, đừng nên bắn, đừng nên bắn. Hãy giữ đạn lại. Ok. Canh chừng sẽ vô loot đồ. Ok, ok, ok. Để ăn cái đã, từ từ để ăn cái đã. Đấy, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Ngon, ngon. Ok, ok. Let's go, let's go. Có vẻ là chúng ta nên tìm một ít tài nguyên nữa nha. Ở đây cũng đâu có nhiều zombie lắm đâu. Ok, làm đi, loot đi, loot đi, loot đi. Loot đồ đi. Chúng ta sẽ cần rất nhiều đồ đấy. Ôi, 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 ôi. Như tôi thấy người. Ôi shit, nó sẽ quẹo ở đây đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đám người xấu, đám người xấu. Đám người xấu đó, đám người xấu đó. Oh shit man. Lấy xe đi, lấy xe đi, lấy xe đi. Lên, 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 lên. Oh shit. Bọn họ bị ăn rồi. Toàn rồi. One long angry line later. Trời ơi, trời tối rồi tụi bay ơi. Chết bà rồi. Không biết có chạy về kịp không đây. Có vẻ là chúng ta sẽ gần ở một nơi nào đó, chứ không thể kiểu này mà chạy về nhà được. Sẽ lộ hết vị trí. Xác sống ngày càng hung hãn hơn, và đặc biệt là vào buổi tối nữa. No. Đùng. Xuống chui vô. Come on, đi, come here. Tôi nghĩ là chúng ta không nên về nhà, chúng nó sẽ biết vị trí của chúng ta. Come on, lên đấy. Tôi sẽ cất một cái lều ở trên đây. Đấy, đây là nơi ở tạm bợ. Nếu mà chúng ta về nhà thì zombie sẽ biết chỗ hết, nên là chờ đến sáng mai. Tôi nghe tiếng súng mà bọn người xấu nữa rồi, không nên đâu. Đằng sau kìa. No. Ấy. Come on. Okay. Come here, bitch. Ok. Let's go. Yeah, khó khăn thế. Chúng ta có thể dựng lều rồi đấy. Come on, tối nay chúng ta sẽ ở đây. Không đi sẽ chết đấy. 24 hours later. Dọn lều. Sáng rồi, dọn lều đi. Dấp. Xe vẫn còn. Lái xe được không? Đừng có giỡn nha. Lên trời, ai giỡn. Thôi, chào mừng tới nhà tao, nhưng mà phải lẹ lên đi. Cuối cùng cũng về được nhà. Hey. Nói chung là cũng khá là vất vả mới kiếm được đống thức ăn đấy. Và đã thăm con chó không biết nó sao rồi. Đúng là buổi tối đúng là kinh dị thật sự. Có ăn là ngon rồi. Và ta có một vài khẩu súng này, khá là ok nha. Có vẻ là lên làm một điếu thuốc lào nữa sao. Nói chung là đi đâu về phải làm điếu thuốc lào nó mới thơm được. Several days later. Lại thêm một tuần nữa trôi qua và tôi đã hết cạn kiệt lương thực. Mày có đi không? Đi. Có vẻ là tôi sẽ rời khỏi cái nhà này, đi tìm một nơi ở mới, tại vì ở đây quá nguy hiểm. Xung quanh chỉ có zombie thôi, không có thức ăn hay là một thứ gì đó hết. Và sau một tuần thì con nhỏ này nó vẫn ở trong cái gara xe của tôi thôi, nó không thể đi ra được. Cho nên là nói chung là giờ tôi sẽ chuyển chỗ ở. Trước tiên là chúng tôi cần phải thoát ra cái chỗ này cái đã. Ôi, đám người xấu. Oh shit man. Nó dí kìa. Come on, thôi đi. Thôi. Mình nó đông lắm. Bỏ đi. Ê, mày biết chúng ta nên đi đâu không? Tao nghe nói có một cái căn cứ ngoài bìa rừng. Như lời mày nói thì chúng ta có thể đến đó đấy. Đám người xấu vẫn truy đuổi. Có vẻ là chúng ta nên tấp vào đâu đó. Ê, no. Rồi đứng đây luôn. Giả bộ đi. Vậy là chúng ta sẽ mai phục. Come on, let's go. Đúng rồi đi. Mày bắn nha mày. Một thằng thôi. Bọn họ đều có vũ trang. Ba thằng. Come on. Chúng ta cần súng của họ. Cứ ăn đi, thoải mái đi. Súng nữa này. Come on. Xe này. Lên. Hợp lý luôn. Này thì dí bọn ta là một sai lầm lớn nha. Ê, chiếc xe của ai ta? Hợp lý nè. Ôi, hợp lý luôn. Ôi, hai người hợp lý luôn. Ủa thiệt luôn. Google Maps chỉ đến đây luôn. Đùa nhau. Thấy cái khu tập trung nào đó. Ôi. Thôi xong. Ôi. Ô. Holy moly. Wow, chỗ này to thế. Có ai trong đây không? Ở đây không có ai đó. À. Vai, không có ai à? Không ai, thôi đi. Có vẻ là không được rồi, không ổn rồi. Chỗ này không ổn tí nào rồi. Ê, tao còn một chỗ nè. Ôi, mày lại có thêm một chỗ nè. Ok, mong là lần này mày chỉ đúng nhé. Mày nói chỗ này á, đúng là một cái đồ không mong quạnh mà có vẻ là ổn đây. Mà trước tiên á, chúng ta cần dọn dẹp cái lũ zombie này cái đã. Dọn dẹp cái lũ zombie. Yep. Chúng ta sẽ đặt trại ở đây trước khi trời tối. Ôi, có người kêu cứu trên radio. Chúng ta sẽ qua chúng... Ủa, mày nói đâu rồi? No, một con nhỏ kia mất tích rồi. Vãi. Rồi trước tiên là chúng ta phải giải cứu những người này trước cái đã. Có thính ở dưới, có thính ở dưới. Khó khăn đây, khó khăn đây, khó khăn đây. Come on, come on. Chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể làm được. Oh shit, oh shit. Bạn của tao đâu? Bố mày dám. Ê, đứng lên. Đứng lên, đứng lên. Đứng lên. Ôi, sắp chết luôn. Nó giết những người lương thiện rồi. Holy shit man. Làm sao mà có thể làm vậy được chứ hả? Cái thằng này. Nhưng mà trước tiên tôi cần phải loot cái này. What the f... Lên, 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 lên. Chúng ta cần trở lại trại trước khi trời tối. No. Mẹ, bánh xe hư luôn rồi. Mẹ, vừa tính qua cứu mấy người này bắn chết luôn. Đúng là có vẻ như tôi thấy một chiếc xe nào đó giống đám người xấu lắm mọi người ạ. Nó đó chứ đâu. Không nên, không nên, không nên. Đông quá, sắp tối rồi. Không nên xuống lút đâu. Đi thôi, đi thôi. Chúng ta chỉ có đi thôi. Come on. Cry trên radio, chúng tôi cần giúp. No, tao muốn về lắm. No. Không được, không được, không được rồi. Nhưng mà có người kêu cứu. Tôi phải quay trở lại rồi. Tôi phải cứu giúp họ thôi. Kèo này chúng ta liều vậy. Ở tụi zombie mà cũng có tập hợp đua xe nữa hả? Phải chưa? Nói chung là vẫn còn thói quen đấy mọi người ạ. Come on, come on, come on. Ôi. Từ đừng, đừng, đừng có hổ báo đến như vậy. Chết hết giờ. Mọi người để tôi giúp, để tôi giúp, để tôi giúp. Chúng ta không nên phí đạn như vậy. Chúng ta không nên phí đạn như vậy. Ôi, sorry, sorry. No. 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 Tại sao lại đứng trước nòng súng của tao? Let me help you, let me help you, where are you? No, 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 no. No. No, man. Nó quá đông, nó quá hung hãn đi. Thôi, tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu giúp được cái đám đó rồi. Mưa luôn rồi. Và cuộc hành trình tiếp theo của tôi không biết sẽ ra sao đây. Đây là những thứ tôi có. Dao, dớp, và một chiếc xe. Hai cái lều khá là ổn đây. Có vẻ là tôi sẽ nghỉ một chút. Hẹn gặp lại anh em trong những tập tiếp theo. Cry trên radio, chúng tôi còn giúp.